Người hại tôi. Hả? Ai? Ai hại bà? Bà nói tôi nghe coi. Bà Dư. Bà Dư à? Bà nói tôi nghe coi, ai hại bà? Gì vậy? Bữa nay bộ nữ phái nam hay gì mà thấy nam ăn cái nữ đứng nữ dòm say đắm quá vậy? Du Duyên à? Mở miệng ra cái chổi ngược rồi mà cứ nói hoài. Đăng Ly muốn hỏi thăm vài câu thôi mà hỏi cái thấy ghét liền. Nữ đừng giận, nữ muốn hỏi năm gì hỏi đi, năm trả lời liền. Ý tôi muốn hỏi á là tối bà, cái đêm mà bà Dư bị gặp nạn đó, ông ở đâu? Nằm nhà con Tui chứ đâu. Tôi cũng có chứng cứ ngoại phạm vậy. Chứng cứ gì? Đêm đó bà Dư từng gặp nạn chú ở đâu? Làm gì? Tôi nói không được. Nói không được? Tại sao lại nói không được? Nếu mà mình làm cái chuyện trong sáng thì lý do gì mình nói không được? À, nhìn cái mặt này mờ ám rồi. Chú nói với tôi không được, nhưng chắc có người chú nói được nè. Để tôi về tôi nói cho thím Sáu nó biết. Ê, quay. Dạ đúng rồi đó. Bữa đó là hai đứa con tâm sự với nhau. Tâm sự hả? Cô cũng gan bằng trời à. Không biết thím Sáu nó hung dữ cỡ nào hay sao mà dám tâm sự với chồng người ta. Còn chú nữa ha, vợ ở nhà không chịu tâm sự, đi qua đây cái là bộ cắt tóc cạo râu để tâm sự cả đêm ha. Được rồi, tôi về tôi nói với thím Sáu nó biết nè. Không.